giỏi quá. Bộ ảnh không có điểm yếu nào hả chị? Có chứ, nằm dưới. Em hỏi anh, nếu bây giờ có một cô gái chân dài xinh đẹp ngồi lên đùi của anh thì anh có rung động không? Anh sẽ không bao giờ cho con gái ngồi lên đùi của anh. Em với Hoàng Hậu ai đẹp hơn? Em đẹp hơn. Em so với ai cũng là em đẹp nhất. Ai so với ai cũng là em đẹp nhất. Trong buổi tiệc họp mặt bạn bè, nếu có một cô gái say rượu thì anh có đưa quái về nhà không? Để chút, anh không thể nào đi uống rượu với gái được. Hôm bữa em đi bệnh viện gặp lại bạn gái cũ của anh đoán xem cô ấy nói gì với em. Em bị sao vậy? Em không khỏe hả? Sao lại đi bệnh viện? Hôm qua chị kẻ mắt của em hết mực, em vẫy hai cái lỡ dặn vô cái áo sơ mi trắng của anh rồi. Mua mới liền. Mua mới cái gì? Chị kẻ mắt. Muốn kiếm lý do đánh anh cũng không được. Chơi kì, chơi dù cũng được hoài.